cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Đa số các ý kiến đồng tình với báo cáo của Chính phủ và cho rằng 4 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế đã có những khởi sắc nhưng quy mô và năng lực cạnh tranh còn hạn chế, tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi bối cảnh kinh tế thế giới, dẫn đến tăng trưởng quý 1 năm 2023 chỉ đạt 3,32%, thấp hơn dự kiến 5,6%. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, không đạt kế hoạch đề ra. Các đại biểu cho rằng Chính phủ cần nhận diện đầy đủ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế của nền kinh tế, làm rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan để sớm có giải pháp hữu hiệu khắc phục. Cần phải có giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, có những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn để đẩy nhanh vốn đầu tư công, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, cần siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đầu tư giải ngân, chủ động rà soát để điều chuyển vốn theo thẩm quyền, đưa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, có giải pháp để khơi thông dòng vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn, nhất là các nguồn vốn hỗ trợ theo nghị quyết 43. Bên cạnh những kết quả đạt được, diễn biến tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2023 cũng bộc lộ những khó khăn, thách thức tiếp diễn. Chính vì vậy, các đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm, đánh giá kỹ hơn một số vấn đề khi tăng trưởng GDP quý 1 năm 2023 rất thấp. Các động lực chính của tăng trưởng như cán cân thương mại xuất nhập khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là sản xuất công nghiệp đều giảm và đang trên đà suy yếu. Như vậy thì kết quả xuất siêu trong 4 tháng đầu năm 2023 là cái tín hiệu đáng khích lệ. Nhưng mà tuy nhiên qua phân tích của tôi thì tôi thấy rằng là còn tồn tại một số những cái bất cập trong cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Và như vậy thì có những cái vấn đề thị trường xuất khẩu và năng lực sản xuất xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước còn có những cái vấn đề, những hạn chế. Vì vậy đây là những cái vấn đề mà tôi đề nghị là Chính phủ cần quan tâm trong thời gian tới để đảm bảo tính bền vững của cán cân thương mại. Đặc biệt, lĩnh vực y tế có tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và một số dịch bệnh khác có xu hướng tăng. Trong quý 1 2023, các chính sách về y tế tiếp tục được hoàn thiện, trong đó có việc Quốc hội thông qua luật khám chữa bệnh, nghị quyết số 80 về tiếp tục thực hiện chính sách phòng chống COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu và thuốc hết thời hạn, hết hiệu lực. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra nhiều bất cập, vướng mắc mà ngành y tế đang phải đối mặt. Trong lĩnh vực này vẫn còn có những cái hết sức khó khăn mà tôi cho rằng cần phải tiếp tục quan tâm. Đó là tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị và tư y tế đã xuất hiện từ năm 2022. Từ những tháng đầu năm 2023, Chính phủ ban hành nhiều văn bản tháo gỡ nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Vaccine cho tiêm chủng mở rộng chậm được cung cấp, một số vaccine còn khó khăn trong nhập khẩu dẫn đến tình trạng thiếu vaccine tại một số địa phương, ảnh hưởng đến công tác tiêm chủng, gây nguy cơ nhiều bệnh nguy hiểm quay trở lại. Bên cạnh đó thì giá vaccine thì chưa được điều chỉnh trong nhiều năm. Thì đây cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải tiếp tục tháo gỡ. Các đại biểu cũng yêu cầu Chính phủ sớm có quyết sách phù hợp về việc công bố tình trạng dịch COVID-19 trong nước, có phương án để ứng phó tình hình thiên tai, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp và có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người lao động thất nghiệp, mất việc làm để bảo đảm an sinh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống thiên tai.